vợ sắp cưới, Đoàn Văn Hậu và những lần khoe dáng, bỏng mắt, đẳng cấp top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Dù chưa bao giờ lên tiếng xác nhận, mối quan hệ giữa Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn luôn được dư luận vô cùng tò mò và quan tâm. Thậm chí có những tin đồn cho rằng ngôi sao của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị làm đám cưới với cô bạn gái top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Dù trải qua 2 năm vật lộn với chấn thương đầu gối, Đoàn Văn Hậu vẫn là một trong những tài năng trẻ đắt giá nhất đội tuyển Việt Nam hiện tại. Ngoài sự nghiệp đáng ngưỡng mộ với những thành công gặt hái được từ rất sớm, trò cưng của huấn luyện viên Park Hang-seo còn được yêu quý bởi đời tư, sạch, miễn nhiễm với Scandal. Vốn là một người khá kín tiếng trên mạng xã hội, mối quan hệ giữa Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My luôn khiến người hâm mộ vô cùng tò mò và dành nhiều sự quan tâm. Trước đó, hậu vệ sinh năm 1999 từng khiến dư luận vô cùng xôn xao khi có mặt để cổ vũ bạn gái tin đồn Doãn Hải My trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Đây cũng là lần đầu tiên cặp đôi này công khai xuất hiện cùng nhau trước truyền thông. Kể từ đó đến nay, dù cộng đồng mạng đã tung ra rất nhiều bằng chứng hẹn hò nhưng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn chưa lần nào lên tiếng xác nhận tình cảm. Đáng chú ý nhất là thời điểm Đoàn Văn Hậu trở về Việt Nam sau khi kết thúc một năm sang châu Âu thi đấu cho SC Heerenveen. Ngôi sao của Hà Nội FC khi ấy đã lập tức chi ra tới 5 tỷ đồng Việt Nam để tậu ngay một căn chung cư hạng sang ở DJI cùng tòa nhà với huấn luyện viên Park Hang-seo. Trên MSS khi đó đã xuất hiện hàng loạt tin đồn cho rằng chủ cột đội tuyển Việt Nam chuẩn bị làm đám cưới với cô bạn gái sinh năm 2001. Ngôi sao của DT Việt Nam xuất hiện để cổ vũ bạn gái tin đồn trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999, hơn Doãn Hải My 2 tuổi. Dù còn rất trẻ tuy nhiên cả hai đã sớm đạt được những thành công lớn trong sự nghiệp riêng của mình. Nếu như đàn trai đang là hậu vệ trái số một đội tuyển Việt Nam, sở hữu khối tài sản khủng cùng thương hiệu thời trang mang tên mình ở tuổi 23 thì nhà gái cũng không hề kém cạnh. Doãn Hải My từng lọt vào top 10 chung cuộc Hoa hậu Việt Nam 2020 cùng danh hiệu Người đẹp tài năng. Bên cạnh đó, cô nàng cũng là người sáng lập một cửa hàng thời trang cho nam giới và đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Luật Hà Nội. Người hâm mộ rất mong chờ cặp đôi trai tài gái sắc sớm về một nhà, sớm yên bề gia thất để tập trung phát triển sự nghiệp. Doãn Hải My sở hữu cho mình một lượng fan không nhỏ nhờ tài năng, thành tích học tập đáng ngưỡng mộ cùng nhan sắc thuộc hàng đỉnh nhất trong giới bạn gái cầu thủ. Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cùng phong cách hiện đại, quyến rũ và tinh tế, nàng hot girl 21 tuổi thường xuyên nhận được lời mời từ những thương hiệu thời trang lớn. Mỗi lần khoe dáng trên mạng xã hội, cô nàng sinh viên Đại học Luật vẫn luôn khiến dân tình phải trầm trồ với body bốc lửa nhưng không hề phản cảm của bản thân. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cùng nhau dự đám cưới của một ngôi sao DT Việt Nam khác là hậu vệ Hồ Tấn Tài. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.